mến chào tất cả quý vị anh chị các bạn. Hiện tại thì Kiên đang bây giờ là khoảng 6 rưỡi sáng. Kiên đang có mặt ở con đường Lãnh Bình Thăng và đường Lò Siêu nhé. Lãnh Bình Thăng và đường Lò Siêu. Hôm nay thì buổi sáng Kiên đi ăn sáng và muốn quay lại chia sẻ với cả nhà một cái địa điểm ăn sáng. Thì hôm nay thì buổi sáng cái người đường á, thì đường phố Sài Gòn cũng khá là vắng nha quý vị. Nay học sinh vẫn đang còn nghỉ học và mọi người thì đi làm thì vẫn bình thường, nhưng mà học sinh nghỉ học nên là đường phố cũng rất là vắng, đi khá là thông thoáng này cả nhà. Đấy, đây mọi người, đây giờ bây giờ là khoảng 7 giờ kém 20 rồi, đường rất là vắng nhá. Đấy, thì đây Kim muốn chia sẻ với cả nhà này là cái địa điểm bán bánh cuốn bánh ướt nóng 20k. Đây, đây có một cô bán bánh cuốn bánh ướt nóng 20k, nó nằm ở số 4 đường Lãnh Bình Thăng, phường 8 quận 11 nha. Bình Thăng 8 quận 11. Đây. Khi đi qua đây thì Kiên thấy là cô đang tráng bánh nên là Kiên vào đây ăn và quay chia sẻ với mọi người luôn. Con chào cô. Ở đây là mình bán được lâu chưa cô nhỉ? Đây, cô bán được 10 năm rồi đấy. 10 năm rồi. Cô bán đây thì cô dậy lúc mấy giờ chuẩn bị bán rồi cô? Làm bánh á. Mấy giờ là cô dậy rồi? Cô dậy từ lúc 3 giờ đêm rồi. 3 giờ đêm là bắt đầu dậy rồi. Hai hộp đúng không? 3 giờ đêm là cô dậy chuẩn bị làm rồi quý vị. Một cái bánh ướt đây cô đã ăn đây, mang đi. Mang đi hai hộp. Đây là có bánh ướt và bánh cuốn đúng không? Một phần là 20.000 đúng không? Đâu, một phần 20.000. Đây cái thấy là có nem này, có chả này. Chả là có chả giò, có nem, có chả lụa. Có dầu giá này, thơm này. Cái dịch cô thấy cái lượng khách nó có giảm đi không cô? Giảm, lượng khách giảm nhiều lắm. Giảm nhiều lắm hả? Ngày thường thì mình bán đến mấy giờ mình nghỉ cô? Ngày thường thì cô bán từ 5 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya. Dạ. 5 giờ sáng đến 12 giờ khuya luôn. Dạ. Còn mấy ngày này cũng vậy hả cô? Mấy ngày này cũng vậy nhưng mà ít khách á. Ít khách là hả? Chậm. Dạ. Nhân đây.
nhân trong này thì có đậu này, có thịt bằm. Đúng rồi, có củ đậu, có thịt bằm, có nấm mèo. Nấm mèo. Rồi gia vị đủ thứ. Dạ. Sáu. Này là thấy khách chủ yếu mà mang về nhiều. Sáng 3 giờ là cô dậy chuẩn bị đồ rồi. 3 giờ dậy chuẩn bị đồ. 4 giờ ra chỗ bán. 4 giờ bán. 5 giờ là có bánh rồi. 5 giờ là có bánh ăn. 2 giờ kia. Dạ. Đồng giá 20k hết rồi con. Đồng giá 20.000. Dạ. Mấy xếp 20 đến con 20. Rồi. Rồi nồi vèo cái chín à? Vèo cái chín. Cái này nó mạnh lắm. Dạ. Nếu không có khách thì nếu có khách thì làm nhanh nữa hả? Làm nhanh nữa, làm thật nhanh cho người ta lấy chứ. Dạ. Sáng sớm người ta cũng không chờ được. Dạ. Thì hôm chiến dịch cái này ít khách lắm. Dạ. Nó giảm 50% không cô? Giảm không nữa, 50% đấy. 50%. Không khách đâu. Nếu mà bình thường mà không nó không có cái dịch này bây giờ là đông khách lắm, nó mới tấp nập không kịp. Dạ. Bây giờ nó vắng có đâu. Nay học sinh vẫn chưa đi học à? Học sinh chưa, học sinh nghỉ hết tuần này. Dạ. Vậy là học sinh nghỉ thêm 2 tuần nữa. Dạ. Đây là cô không bán bánh cuốn trứng à cô nhỉ? Có bánh cuốn trứng. À có luôn đúng không? Nhưng mà ăn là mình có luôn. Ai ăn thì kêu là cô làm thì bánh cuốn trứng này ăn phải ăn nóng. Dạ. Nó mới ngon, thì ăn nguội nó tanh nó không ngon. Dạ. Ở trong kia có bán bánh tôm à cô? Có bánh tôm, có bánh tôm, có nem. Nem, bánh tôm. Thank you.
cho con một phần bánh cuốn nha. Ăn thử bánh cuốn trứng. Bánh cuốn cuốn trứng đi. Dạ. Ăn một trứng hay hai đây? Con ăn một trứng. Một trứng đúng không? Dạ. Những người cô vẫn làm bánh cuốn trứng nha cả nhà. Mọi người thích ăn thì có luôn. Xay bằng máy hả cô? Xay bằng máy. Dạ. Đây cô đang làm bánh cuốn trứng nè. Trên mời cả nhà ăn sáng nha. Đang ngồi bàn mình ăn. Này đường phố rất là vắng nên là đi cũng khá là thoải mái nhé. Không có bị kẹt xe như ngày thường nữa. Trứng này, cái này là bánh tôm này, con nem này. Còn gì đấy? Hai hộp à? Cái gì nữa? Hai hộp, hai mươi hộp. Hai chung à?
thơm. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Chào.